giới thiệu hai chiếc xe siêu cỏ ở bên Auto Pháp Anh, xe của Mỹ nè, chiếc xe của Nhật nè. Đây là một trong những cái dòng mà bên em gọi là siêu cỏ anh chị. Rất là rộng rãi luôn, còn hơn một gan nữa anh chị, bao ra tên cho anh em nào mà ở tỉnh luôn. Hello, mến chào tất cả quý cô chú anh chị em. Và hôm nay thì em Tài sẽ giới thiệu hai chiếc xe siêu cỏ ở bên Auto Pháp Anh. Xin mời tất cả quý cô chú ha, một cái mẫu xe thương hiệu Ford đến từ Mỹ nha anh chị. Một chiếc xe của Mỹ nè, một chiếc xe của Nhật Mazda 323 anh chị ha. Bây giờ em sẽ giới thiệu một chiếc xe Mazda 323 trước. Cái dòng này thì một cái dòng xe mà form dáng cũng khá là đẹp anh chị ha, mà chỉ có hơn 100 triệu thôi, đó chính là 110 triệu anh chị. Đây, Mazda 323. Mời anh chị chúng ta xem nè, xe được trang bị bánh mâm, đặc biệt là bốn cái lớp ha, còn khá là dày, dày khoảng là 60-70% anh chị. Xe của mình được trang bị nè, 4 thắng đĩa anh chị ha. Xe được sở hữu một cái nước sơn là màu xanh, còn khá là đẹp. Mazda 323, về che mưa đầy đủ hết. Đây là một cái dòng xe mà anh chị nhìn vô, anh chị thấy được cái chất xe. Thứ nhất là sao? Xe gia đình đi cho nên là người ta sẽ sử dụng nè, ghế nỉ. Nỉ thì sao? Chỉ có gia đình đi ít và mình gìn giữ nó thôi. Chứ còn cái dòng này mà chạy dịch vụ thì thôi anh chị biết sao? Nó dơ lắm. Dơ nó đổ nước lên thì nó sẽ hôi. Nhưng mà được có một cái là gia đình đi nỉ, ok, sạch sẽ, túp bi túp lô nè anh chị, còn tương đối đẹp. Đời thì chỉ có 202 thôi anh chị, nhưng mà chắc xe còn được ha. Đây là một trong những cái dòng mà bên em gọi là siêu cỏ anh chị. Đây, anh chị xem ha, túp bi túp lô à. Những cái dòng này thì keo chỉ là nó cũng còn là tương đối thôi anh chị ha, không phải là tuyệt đối 100%. Đây, có lóc cửa khóa trẻ em anh chị ha. Ghế bên trong, đây là một cái dòng sedan nên anh chị nhìn nè, ghế rất là rộng rãi luôn. Giờ em mời anh chị vào phía bên trong này, em ngồi anh chị ha, để anh chị xem nè. Đây, nhìn thấy không? Đó, rất là rộng rãi luôn. Từ cái băng ghế sau, từ cái đầu gối nè, mình chườm tới băng ghế, còn hơn một gang nữa anh chị. Rất là rộng rãi. Và ở dưới nè cũng đã được nè, bọc da rồi, lót sàn đầy đủ hết rồi. Trần vẫn là trần nỉ đinh theo xe à, rất là tuyệt vời. Một chiếc xe mà chỉ có 110 triệu thôi anh chị à. Đây là một trong những cái chiếc xe cỏ. Và bây giờ mời anh chị chúng ta cùng xem, khám phá xem là những cái mẫu mà xe cỏ này thì sau bao nhiêu năm sử dụng thì nó còn những cái gì anh chị ha. Bây giờ mời anh chị chúng ta cùng xem về cái phần cốp này anh chị. Mở cốp bằng chìa khóa nha anh chị, rất là an toàn luôn. Em mời anh chị chúng ta cùng xem về phần cốp nè, cũng khá là rộng rãi anh chị ha. Rồi tiếp theo để em kiểm tra về phần keo chỉ nữa anh chị nè. Keo chỉ là còn nguyên đinh luôn nha các bạn. Các anh chị, đây, anh chị xem ha. Đời 202 thôi nhưng mà keo chỉ là còn như vậy là quá tuyệt vời rồi anh chị. Rồi bây giờ mời anh chị chúng ta cùng xem về phần cốp nè. Bánh xe cua. Bánh xe cua anh chị ha, còn cũng còn khá là dày. Mâm của mình là mâm đúc luôn. Đây, mình xem về phần thùng bọng nè. Còn nguyên bản hết, chưa có một mọt hay gì hết anh chị, yên tâm. Cốp xe rộng rãi anh chị ha, keo chỉ là còn nguyên. Biển số là 94A04662, Mazda 323 anh chị. Mời anh chị chúng ta cùng xem về đây, về keo chỉ anh chị ha. Này, có khóa trẻ em luôn, rất là an toàn luôn. Ok, cũng còn ok anh chị ha. Này, nội thất. Được có một cái là nội thất là nỉ đinh, ngồi khá là êm ái. Đó, kiểm tra anh chị ha, keo chỉ. Nói chung là thấy là cũng còn ổn anh chị, tương đối đẹp, được. Em đề cái máy lên cho anh chị cùng xem ha. Mazda 323, động cơ là 1.6 nha anh chị, đời 2002, nhiên liệu sử dụng đó là máy xăng. Giá chỉ có là 110 triệu thôi, còn bớt lọc cho anh chị em mình đến trực tiếp bãi xem xe, số 900 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Bây giờ mời anh chị chúng ta cùng xem về cái động cơ khoang máy anh chị ha.
máy móc là nổ cực êm luôn anh chị. Và những cái dòng này là bên em là có bảo hành cho mình luôn nha anh chị. Em kiểm tra thử máy móc có bị đổ hơi gì không anh chị. Không có một tí đổ hơi nè ha. Máy móc là nổ êm, không đổ hơi. Cái dòng này nổ cực cực êm luôn ha. Nè, để cái tay lên nè, không vòng tua rất là đều. Động cơ mình là 4 máy nè. 1 2 3 4, 4 máy. Động cơ 1.6. 1.6 thì cái độ tiêu hao nhiên liệu này nó khoảng từ 7 lít trên 100 cây số nha anh chị. Mình kiểm tra xe ha. Khô ráo. Không có xì dầu xì nhớt gì anh chị. Tất cả những dòng xe bên em là đều có bảo hành hết, cho nên là trước khi mà về là bên em cũng đã kiểm tra rất là kỹ rồi những cái mẫu xe này. Những cái mẫu xe này là một trong những mẫu xe mà gia đình người ta đang đi nha anh chị, và người ta muốn nâng cấp lên, người ta đổi đời lên cái đời cao hơn thì người ta lên bên em là em đổi lại, đổi bù tiền anh chị ha. Bên em sẽ thu lại những cái mẫu xe như thế này và cái chất xe nó cũng còn khá được, tại vì gia đình người ta đi anh chị, cho nên là anh chị nhìn nè, người ta cũng chăm chút lắm. Mặc dù là những cái xe cỏ nhưng mà người ta chăm chút lắm. Người ta kiểm tra, người ta đi. Chiếc xe cỏ nhưng mà người ta thay nhớt nè, định kỳ nè. Chúng ta bảo dưỡng, bảo trì nó những cái hạng mục mà tiêu chuẩn là chúng ta đi cũng rất là bền bỉ anh chị ha. Không có nằm đường, nằm xá gì đâu. Những cái xe cỏ mà của thương hiệu cái gì mà Nhật Bản nè anh chị ha. Thì như thế này thì nó bền lắm anh chị. Anh chị cũng yên tâm. Rồi. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu một cái mẫu xe nữa cũng tầm tiền là khoảng 100 triệu hơn anh chị. Đến từ thương hiệu của Mỹ anh chị ha. Ford Laser. Đây. Đây là em nói đây. Ford Laser được sở hữu một cái nước sơn là màu trắng. Biển số là 65A22595. Xe mình nè. Có đèn, đèn bi luôn anh chị ha. Rất là sáng. Đèn bi gầm nữa. À, anh chị nhìn cái giao diện phía trước ha. Mặc dù là những cái xe cỏ nhưng cái form dáng này là cái ngày xưa. Ngày xưa là cũng là đương kim một thời anh chị. Cái đời 2002. Nhưng mà bây giờ nó ra rất là nhiều mẫu mã xe rồi. Thì những cái mẫu này là mình gọi là nó đưa vào cái top xe cỏ rồi. Chứ ngày xưa mà đời mà cả 2002 trở đi thì anh chị, những cái mẫu này ra đường chạy rất là nhiều anh chị ha. Và có rất là nhiều người đam mê và thích cái dòng này. Ford Laser đời 2002. Động cơ cũng là 1.6 luôn nha anh chị. Giá là bên em là 120 triệu. Bên em là bao rút hồ sơ và bao ra tên cho anh chị nào mà ở tỉnh luôn. 120 triệu. Đây anh chị ha. Bây giờ em mời anh chị chúng ta đi một vòng để chúng ta khám phá chiếc xe như thế nào. Rồi, em mời anh chị chúng ta cùng đi vào phía bên trong đây. Thứ nhất nè, xe của mình được trang bị hộp số sàn. Có một cái màn hình nhỏ nhỏ để chúng ta có thể sử dụng nghe nhạc nè. Chúng ta bật cắm USB vô đây. Và chúng ta bỏ thẻ nè, GPS định vị anh chị ha. Rồi, xe mình là có trang bị nè, máy lạnh lẽo đầy đủ hết. Tay lái trợ lực anh chị ha. Nội thất là chúng ta sở hữu một cái màu da, da đen. Nhìn cũng còn rất là sạch sẽ anh chị. Trần là trần nỉ rin theo xe luôn. Túp bi, túp lô còn khá là đẹp. Này, nước hoa, nước đồ đây. Một cái xe mà xe cỏ anh chị. Và cái tiêu chí nó thứ nhất là gì? Máy móc phải êm. Nước sơn ngoài nhìn còn ok, còn được ha. Gầm bệ 011. Nói chung là những cái dòng này thì keo chỉ nó cũng không phải là quan trọng đâu anh chị. Miễn sao mà xe mình mà không có mục mọt gì là được rồi anh chị. Tiếp theo này anh chị nè, xe mình cũng đã được trang bị bánh mâm. Ở sau là tháng đùm, ở trước là tháng đĩa nha anh chị. Bốn cái lớp nè, còn khoảng là 60-70%. Kiểm tra trong bọng dè anh chị ha, bọng dè cũng còn nguyên si, không có mục mọt gì hết.
đây là một cái dòng sedan Ford Laser, động cơ là 1.6 sedan, cho nên là cái cốp sau nó cũng khá là rộng rãi. Để em mở cốp sau lên cho tất cả quý cô chú anh chị em cùng xem nha. Đặc biệt là những cái dòng này mà đời 2002 á anh chị, là nó đều mở cốp bằng cái chìa khóa hết, rất là an toàn luôn anh chị. Em mời anh chị chúng ta cùng kiểm tra về cốp sau nè, rất rộng rãi anh chị. Để em kiểm tra bánh xe cua nó đầy đủ không chị. Đây, bánh xe cua đầy đủ. Bánh mâm là sơn mới lại luôn. Lớp cũng còn dày khoảng 70%. Ok anh chị ha. Nói chung là phụ tùng là đầy đủ. Biển số 65A 2595. Bên em là sẽ bao ra tên cho anh chị nào mà ở tỉnh luôn nha anh chị. Đây, đèn đuốc là bên em cũng dậm tuốt đánh bát lại hết rồi, sáng trưng. Tiếp bi tiếp lô còn khá là đẹp anh chị ha. Thì những cái dòng này thì keo chỉ nè, thì nó cũng là mức ở mức tương đối thôi anh chị. Đặc biệt là cái xe cái dòng này, mặc dù là cái đời 2002 thôi anh chị, đời cũng sâu sâu thôi, nhưng mà được có một cái là sao, ngồi phía sau này có họng gió nữa, rất là mát luôn. Máy lạnh rồi, lạnh lẽo đầy đủ hết anh chị. Đây, mời anh chị chúng ta cùng xem ha. Vô lăng là 4 chấu luôn. Kính bấm auto tự động luôn anh chị. Gương, chỉnh điện đầy đủ. Bây giờ em sẽ mở ra kiểm tra cái động cơ khoang máy cho anh chị cùng xem nha. Động cơ khoang máy cái này thì em nói là 1.6 nha anh chị. Rất là khỏe và di chuyển rất là mượt mà luôn. Thì mà động cơ 1.6 thì nó di chuyển, nó tiêu hao nhiên liệu khoảng là 7 lít trên 100 cây. Cao lắm là 8 lít anh chị. Đây là động cơ khoang máy của em nó. Máy móc nổ rất là êm ái. Những cái dòng này là bên em là đều có bảo hành hết nha tất cả anh chị. Và anh chị là muốn biết được cái chất xe nó như thế nào, còn như thế nào, anh chị cứ đến trực tiếp bãi xem xe, số 900 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Nói chung là những cái dòng cỏ, nhưng mà bên em cũng phải lựa, phải coi những cái xe nào mà nó còn chất, còn ok thì bên em mới lấy về anh chị, cho nên là anh chị là yên tâm. Xe này mình có thể là về nè, tập lái nè, đi gia đình nè, che nắng che mưa, một cái giá rất là hợp lý, chỉ có 120 triệu thôi, mình ra tên chính chủ mình luôn, định danh cá nhân luôn anh chị ha. Vừa rồi thì em Tài đã thay mặt cho bên ô tô Pháp Anh đã giới thiệu hai cái mẫu xe siêu cỏ ở bên em. Đó chính là một chiếc Ford Laser đời 2002 số sàn. Giá chỉ có là 120 triệu thôi, bao ra tên cho anh em nào mà ở tỉnh luôn. Còn bên đây là một chiếc xe Mazda 323 đời 2002 động cơ 1.6, giá chỉ có là 110 triệu thôi anh chị. Rồi, tất cả quý cô chú anh chị em mình mà quan tâm tới hai cái mẫu xe cỏ này thì hãy nhấc máy lên và gọi nhanh liền về số tổng đài bên em với số điện thoại là 0988 111 554 hoặc số điện thoại 0775 462. Và em cũng xin được kết thúc cái video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.